Chào cả nhà nha, bữa nay mình làm cua hấp xả nha. Cua mình mới bắt ngoài ruộng đem vô nè. Xạo không? 200 mấy. Bắt ngoài ruộng vô có gì thùng cục me lại nữa. Con cua này cua nhỏ. Cái ruộng á, tại vì con cua này nó sợ nó kẹp á, nó giải mình đem theo giải mình cục lại. Để mình chuẩn bị đi rửa nó rồi mình hấp một que tiết cho nhà xem nha. Cua sống đàng hoàng nha. Đây cua mình rửa sạch nha cả nhà. Đây mình rửa cục này với miếng này ra luôn mình. Chà bằng chải sạch, mình chải đến răng rồi đàng hoàng nha. Đây chuẩn bị mình xếp vô nồi nha. Nồi mình có để miếng nước sẵn này. Con bự trước, dưới trước á. Bự con nha. Bự kìa. Hả? Con bự. Cua này đang chịch hả? Nông nước vô nè. Nó nặng thiệt. Rồi lật bếp lên nha cái nhà. Đó, nếm thêm gia vị luôn nha. Lên tim kìa. Còn hở đó. Để mình đập xả nha. Đập con xả mà lửa bay bay luôn. Cái dần dần ta mà không mà cua nó nhảy đất giờ hả, khi nào đập cua nhảy đất không, nguyên cái nồi nó nhảy xuống đất luôn, vũ lực nó mới chịu mềm. Làm ăn uống vậy thả xả luôn đó. Chuẩn bị mình đem gia vị luôn nè. Để nửa lu bột ngọt nha. Nghe lời cô ba ngọt nó mẹ chữ. Để muốn họ ra ngoài đó nghe. Sao cái nửa lu vô mới chị vô cái giật mình. Này luộc nước hơi nhiều á. Rồi chuẩn bị mình đem muối ớt nha. Đây nè cả nhà ơi, ớt cái khủng khiếp luôn. Đây mình cho mình thấy ớt này mình đâm muối nha. Thế là cho nó giờ không nhớ mất chết luôn. Cái ớt chịu diêu có bố ý nè. Trồng hai quận rồi đó, trồng cái nào cũng trái bự, cái này là bự nha. Nhớ hơn nữa hả? Nó hổm cái gì nè. Cho nó lấy trong nè. Kê ớt tạo màu hả? Ớt kiển. Kiển hả? Kiển cay dữ lắm. Cay như ớt mình vậy đó. Cái bông này đẹp quá à. Mà nó nhỏ. Cái bông này nó mới ra nè. Cái cây bông hồng bên kia kìa. Mấy cây này cây tự mọc không luôn á. Nha. Mình trồng hổng nha, mình bắt cái bông mình là tự mọc không đó nha. Ưa nó ngồi lên nha. Nè cái bông hồng. Chết. Nè cái bông hồng mình cắm bằng cái nhánh không, mình bữa nay có bông luôn nè, thấy không? Cưng ngán không? Nè bông hồng kìa. Quay cái mặt bông hồng ơi. Có nụ rồi. Tại nó đỡ rồi nè. Ừ, đẹp quá. Để cho nó dính lại. Chuẩn bị mình đâm muối nha cả nhà. Muối này mình mới đâm hơn thằng cái cối đâm nữa. Với tiêu ớt nha. Ớt nè. Ớt nè. Ớt đẹp ha. Ớt gì thấy gì thôi chứ nữa mình đâm nghe màu đẹp lắm. Màu đỏ. Cái này hái 1 ký chắc dữ lắm à. Tới chắc sáng tới chiều. 1 ký bán 1 đâu à. Sáng tới chiều chưa được 1 ký luôn. Muốn khô luôn nè. Dữ thằng ớt nè. Để miếng bột ngọt nha. Rồi đây coi gỡn cua cay ăn cua mềm chưa. Sao mà lủng chưa. Không con cua lủng chứ. Đó bật màu lên đó. Cua lủng chưa chín nha. Rồi mình chuẩn bị đi đâm muối nha. Đây chuẩn bị đâm muối nha. Thấy ớt lên màu chưa? Lên màu chưa, đen đen rồi đó. Lên màu đen nè, đen trắng đỏ. Trắng đỏ đen. Trắng đỏ đen. Nha.
cái muối này là chấm hải sản, chấm cua là ngon rồi đó. Còn bánh trắng kìa. Chưa đều. Sảy sảy à. Muối còn sảy sảy nữa. Rồi xong. Nè sớm nó lủng rồi nè, chín rồi nè. Nè. Đó. Dốc chưa từng thấy luôn. Đi thấy dầu đâm. Bây giờ nóng. Vàng. Yeah. Có con mắt nữa kìa. Con bé dễ thương không cả nhà. Ờ con mắt mà cái lưu á. Đẹp, đẹp trai ha, không biết con trai hay con gái ha. Ừ con mắt rồi cái lỗ mũi nó. Thấy thương ác không? Nói họ có tay vô hết hồn chứ. Xíu mấy là... mấy người mà sợ sâu là ưa vậy đó. Xíu nó xỉu tại chỗ rồi đó. Đặt lên coi. Đặt lên đi gặp nữa. Thì mình thấy dâu găm nha. Cái lá nào bị hơi có lủng lỗ là coi chừng bị nó. Nó đó. Dâu găm này nó núp cho mẹ nó tốt nè mà. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm đang nhìn vào cục cưng nè Út Tư ơi. Ý ở đây coi cục cưng này. Đây nè cục cưng đây nè. Sát trong đây nè. Sát trong đây nè. Ngại quá. Học cái đây không phải ngại nghe. Có gì đâu ngại. Quấn hai cây dừa đi chơi rau tốt. Nè, nước trong đây non èo ha. Non dữ. Mà không tốt quá bữa đó ăn hộp dịch rồi. Hết mấy cái lá bự rồi đó coi. Cảm cho nó dừa rồi nè. Mới lớn hái thì nhiều chứ ăn nhiều mà tại thích vậy đó. Thích nhiều hay rẻ. Ừ thích nhiều thôi. Trong đây nè. Thấy gì hầu chứ cái cọng vàng. Nãy không lấy dao cắt ra cho nó lên. Thôi nhiều đủ rồi bé ơi. Thôi nhiều đây cũng nhiều lắm nha cả nhà. Thôi cưng. Sơm có lủng chưa ăn chứ mấy chứ. Sơm lủng rồi. Tắt bếp. Nghe lời cô ạ. Ờ cái cây gấp đâu? Thì nè, ta cho dẻ một chút. Trời trời, câu thời gian hả? Đó, con cua nhìn thấy cua rác không? Đẹp quá ha. Ngồi ha, tôm với cua luộc màu đẹp ha. Ngồi ha. Ừ. Nó tái tái gì mà luộc màu đỏ kỳ. Nếu có lông như nè. Không chứ. Con cua này thấy cưng quá. Ngồi cho đàng hoàng đó chàng ơi. Còn mấy đứa kia nữa. Sắp xếp cho người ta ngồi cho chỉnh tề cày. Màu đỏ con cua lên màu đỏ đi. Đẹp ha, ở dưới màu trắng lên trên màu đỏ. Cái này ông nội nè. Cái bà nội đâu rồi. Chắc bà này bà nội nè. Vậy là cái này không mở đâu có ăn được đâu. Được, ăn càng, trong nhỏ càng. Trong ba cái càng. Hết gùa. Chập 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 chập. Ồ, đẹp quá nha. Mua có mấy con cua đó. Xích xích vào đây. 2-3 triệu bạc đó cái nhà. Trời ơi, anh đó sao mà anh bé quá. Anh này cái màu khác hơn người ta nè, anh này còn ừ. Non. Cái này là chóc cốc nè. Đây mình để rau trang trí xung quanh nha. Hồi cái rau chín luôn. Rau chín ăn luôn nó khỏi rồi. Nè. Dữ chưa. Chào cả nhà nha. Mình ăn cua biển ăn chiều chơi nha cả nhà. Chào cả nhà. Ông chỉ chào bà chú coi trời biết hình. Chào bà cô chú quá nè ăn cua với con. Chào cả nhà ăn cua với mình cả nhà. Nè, nữa là chị ăn cái càng. Xích chưa Tư? Cái càng ở trong ông cốc, ăn cái càng. Để trong cốc tính cái càng nha. Cái càng.
Ông cua này mềm nè. Mẹ chị nhìn thấy nước. Nước vô mà ba muốn uống đi. Sao con không ăn mà con uống nước? Nè, hai cái nè. Ừ, nói nghe. Nói chưa? Hiền quá. Dành hai cái. Ừ, nó làm vừa ăn quá rồi mà. Bà cóc ý xích vô ý rồi bà cóc. Đậm quá. Cắm nè. Ủa cho con ăn gì? Mở mồm chú. Nhét vô miệng rồi. Cái cua ngon quá rồi, khỏi mời. Không kịp mời. Cái này mới ăn hết trời rồi. Chú cắn rồi mà. Mẹ béo chưa? Để đó hả? Mẹ cắn rồi chưa? Chị đã đổ cái trà ra mẹ mấy rồi. Mở bằng cái chú đi. Nên là cô chú ăn với con. Ngon quá. Cô có mặt ha mẹ. Dạ. Đưa cái bọc luôn à. Hạt cái hạt chắc như nè. Cô người ta mới bắt gì nè. Ừ. Cô này nó lột nè, nó lột nè. Cô này mới bắt vậy còn nặng á. Còn mềm. Để vài ba ngày cái làm gì nó ốm á. Mà một chút nữa đi, cái cạn với con nè. Mà bà cô chú ăn cái cạn của con. Cạn con cua. Đây mà cái nhãn thịt cua nè, ngon quá ha. Mẹ thèm ha. Giống muối tiêu nha. Cua này nhỏ cho mày mập. Nhỏ mày nó có cỏ. Con cái da của nó nè. Mày ơi xé này ra cái hình luôn nè. Mình vừa ăn quá. Mày gỡ cho. Thôi cái càng nó chuột trong cốc. Đây mẹ bẻ càng mà này chí ăn nè. Nè, đỡ lên đi. Thôi ba bà ba cái. Nha. Cua ngon nha cả nhà. Mình chưa không? Có tiền mình ăn cua mạnh được. Mình có tiền mà ăn cua mạnh được. Mình có tiền ít thì mình ăn cua ít. Mình có tiền ít mình ăn cua nhỏ. Ý giờ này con cua đó chắc hỏi là đi chít nữa đó. Ăn đi, đừng đi chít. Giang giờ đỡ ho. Đỡ ho nó lạnh. Nó nhớ bà bác sĩ. Ăn ngang đêm nó ho ngủ được. Mình đây là ho ngủ được. Ho mình ngốc luôn. Nó ho mình uống được á. Ừ. Sợ. Thôi em uống đâu. Nó uống thuốc nó ngừa uống á. Thôi đâu có gì đâu. Ờ uống thuốc chuyện gì sao? Mẹ con hả ho chỉ uống nước đá thôi. Uống nước đá nó cũng hết nữa. Nè nó mau hết lắm luôn. Ho nước đá quả tới thôi, tao đâu có uống nước đá. Nó bị lạnh đó. Lạnh phổi hả? Ừ. Mẹ không có ăn. Để cái ca xuống con. Trời chắc tôi rảnh tôi gột nó hưởng hoài à. Cho mẹ ăn bắt lọt hoài á. Ngon à. Chị ăn. Làm gì á. Con lụt đó bà. Trời ơi. Cháu tôi nó khéo lắm. Trời ơi có ai dành đâu chàng. Khéo lắm. Em mời cả nhà. Cháu tôi nó cho coi mà ăn gỡ nó nấu nó khéo lắm. Ghê chưa. Nấu. Khéo lắm mà nấu nhà không mà anh dám nấu ngoài rồi. Ừ. Ăn tới chứ. Cô này còn hay mẹ. Cua lột. Cua này lột mà. Dạt mà. Mẹ mình dễ ăn hơn con cua cứt. Cái người già dễ ăn. Cua cứt cua già. Cua này cua non à. Mình cắn không có nổi đâu mà nó cứt. Mẹ uống nước cái nhờ vậy. Chai vậy. Cái ăn cái này không á. Cái ăn gì? Mẹ mua nè. Mẹ mua về. Về nửa chỉ ăn nha. Trời ơi. Cưng không? Cái ăn 24. Mất gì? Cô gì? Cô găng me với cô luộc xả. Cô găng me. Ồm đi thôi nó nhiều quá. Cô găng me hả? Cô luộc chả. Cạn nó không? Cô găng me, cô luộc chả. Thôi còn mệt trong ngay rồi. Tí đó nó cũng tí chứ. Cũng tí hòa tóc. Mẹ cầm chăn nó gãy đâm luôn á. Ăn đàng hoàng lắm mất cái mỏ nè. Thịt trong này nè. Mẹ mua cục thịt cho chị coi nè. Ó chưa thịt gấp chưa không? Ầm luôn đi, khỏi khỏi bóc. Ừ chị đi vô lẹ không? Ừ, nó ngon. Con bóc của nó gớp. Dạ. Ngon không? Dì con ăn mẹ nhịn. Mẹ cho mẹ ăn này nè.
để cho dâu dâm. Ừ. Ủa, để cho dâu dâm. Để cho dâu dâm. Thái thái thôi. Ăn cho nó có màu mè. Thịt ăn còn kịp ăn dâu dâm. Con cho tam cấp nữa nè. Thôi để cho người ta ăn chị ơi. Để cho bà la ăn mì ui. Dạ, dạ, con cấp đâu? Đây nè. Cho bà cấp lột quá ăn. Ăn cứ cua càng cua hả? Nãy giờ chị ăn hết trơn rồi. Con ăn cả không dài ăn? Ừ. Cua trong cốc ăn. Biết không? Thương cốc không? Trời ơi, ăn miếng miếng luôn rồi chị hai. Cái này sẵn sàng là trong giọt mà. Ê, ăn cái miếng. Thấy rồi không? Nói cái gì phải dỗ vàng chân, nói không dỗ vàng chân á, nói chân chân là cua nhanh chân, cua nó ốm không nhơ mà nói cho dỗ vàng, nói cho dỗ vàng chú lầm lùm da con mập con ốm tính ra ăn này thứ ngon hơn thực phẩm. Ừ, cua mập hơn ha, hẩm con cua ốm nhất à. Trời ơi bà ba đi mua mà hẩm cua gì không, hẩm cua gần tết nó hơi ốm. Con vô nhà bà ba uống nè, phải không? Ngồi đàng hoàng té nè. Như không ăn đây chạy chẳng được dọn. Đủ rồi đó. Gạch tè bé không chưa ạ? Không. Có con đó nó bự nó có gạch đó. Rồi ăn cùng xí cua con này đó ha. Dữ dằn ha. Chia, con phải chia. Gì? Làm gì? Ăn đừng mày cái nhà nha. Ừ, ăn đừng dằn ăn cho mày mẹ. Chưa bà hát là bà nào nữa? Bà hát ăn. Ăn chúng ta hết để chưa cho bà hát ăn. Hả bà hát là bà nào nữa? Bà hát. Nè, ấy trời nè. Bà hát. Bà hát vậy nè. Bà hát hay hả? Bà hát. Ngồi bà quýnh mày bây giờ. Bà hát cho đó. Nó hồi bà quýnh mày. Bà hát tao quýnh mày đó. Thật là cái nhà không nè. Đi đây. Chắc chắn luôn nó quê vậy chứ. Từ đây. Quê. Đâu ra hả? Quê, mẹ quê. Quê trò. Ở trong tủ á. Ừ. Tự nhiên tôi coi tôi đây. Ở trong tủ á. Ở trong tủ ra. Ở trong tủ nào? Ở trong tủ vậy á. Còn nó con cạp thì sạch con. Còn thịt nhóc á. Ăn cua này ăn ngon. Cua tôm này cho mấy người già với nít ăn nó cứng hả? Bổ. Cứng xương. Canxi chứ không bằng cua đồng. Thì không bằng cua đồng. Cua đồng có gì đâu ăn. Dạ. Lẹ đầu cởi cổ rồi. Rồi. Hết cua rồi. Nghẹt thở. Nghẹt nghẹt thở, nghẹt thở. Hết cua mình kết thúc video cái nhà. Nhà kêu quý kênh mình cho mình like đăng ký kênh như cái nhà. Bye bye. Chào bạn chú. Bye bye. Mai gặp lại. Mai gặp lại. Mai gặp lại. Chưa, không kịp. Làm lại. Mẹ ra con. Không chịu rồi, đi đi. Bye bye chú gặp. Bye bye bạn chú. Bye bye chú. Ngồi xuống với ba đi được. Rồi, bye bye. Bye bye mặt cô chú. Chịu đi được.